Bây giờ chúng tôi hướng dẫn cho các bạn cách thức tổ chức hệ thống tài khoản trong phần mềm. À, chúng ta vào khai báo, chúng ta vào tài khoản, vào hệ thống tài khoản. Ở đây các bạn lưu ý là cái danh mục tài khoản này đã được tổ chức à, theo đúng cái quy định của thông tư 200 của Bộ Thị Chính. Vậy nên nếu chúng ta có muốn thêm các cái tài khoản chi tiết thì chúng ta sẽ có cách để thêm mới nhưng các bạn phải tuân thủ được cái quy định của nhà nước là không được thay đổi cái tài khoản gốc như vậy các bạn nhìn thấy ở đây là theo cái thông tư 200 chúng ta lướt từ trên xuống dưới thì các bạn nhìn thấy là các tài khoản này đều đều được tổ chức theo cái thông tư 200 ở đây các bạn nhìn thấy là trong cái tài khoản 112 à, cái cái việc mà nhiều đơn vị sử dụng các cái phần mềm mà không có cái phần theo dõi tài khoản theo ngân hàng ấy thì các bạn thường sử dụng cái chức năng là mở thêm các cái tài khoản 112 theo từng ngân hàng nhưng đối với phần mềm này thì các bạn theo dõi cụ thể từng tài khoản ngân hàng mà các bạn không phải mở cái tài khoản 112 ra à, một cái nữa chúng tôi Muốn nói cho các bạn là những cái tài khoản như là à, 131 thì thực tế đối với một cái doanh nghiệp ấy thì không chỉ đơn thuần là một cái khoản phải thu của khách hàng, cái khoản phải thu của khách hàng có nhiều khi các bạn còn phải mở ra theo cái hình thức là à, đối với công ty kinh doanh nhiều lĩnh vực như là à, hoạt động sản xuất kinh doanh rồi là đầu tư tài chính thì các bạn nên à, mở ra thành hai đến ba tài khoản để đấy theo dõi các cái lĩnh vực kinh doanh khác nhau. À, ở đây cũng là các bạn cũng có thể mở theo cái hình thức là uh, phải thu có các cái khoản phải thu phải thu ngắn hạn phải thu dài hạn thế thì các bạn vẫn tổ chức cái hệ thống tài khoản khi chúng ta thêm mới uh, ở đây ví dụ như uh, chúng ta uh, theo dõi cái tài khoản ba uh, bốn uh, tôi sẽ thực hiện cho cái tài khoản 341 cho các bạn xem à, trong cái tài khoản 341 thì các bạn nhìn thấy là có 3411 và 3412 là cái các khoản đi vay và nợ thuê tài chính chúng ta kích vào tài khoản 3411 chúng ta chọn thêm mới ở đây chúng ta chọn thêm một các khoản đi vay các bạn tổ chức ở đây là ngắn hạn đánh vào à, ở đây cái tài khoản à, tổng hợp của nó là 34111 à, Đối với cái tài khoản này thì các bạn lưu ý là chúng ta nên để lưỡng tính Nên để lưỡng tính là vì chúng ta còn phải theo dõi các khoản cụ thể của từng đối tượng vay Nó là một cái tài khoản công nợ à, Ở đây chúng ta sẽ theo dõi là à, các Theo chi tiết theo khách hàng và nhà cung cấp à, Thực ra thì ở đây là khách hàng nhà cung cấp hay là nhân viên thì chúng ta theo dõi cái khoản vay này thường là chúng ta vay à, có thể là vay liên quan đến ngân hàng. Nhưng mà trong cái ngân hàng thì chúng ta thấy là nó nằm trong cái đối tượng là nhà cung cấp và khách hàng rồi. Nhưng mà cũng có một cái phần nữa là các bạn cần theo dõi theo từng cái tài khoản ngân hàng mà chúng ta mở ra thì chúng ta có thể chọn vào tài khoản ngân hàng. Ở đây chúng ta chọn lưu và đóng lại. Chúng ta mở tiếp một tài khoản nữa là tài khoản 34112 là tài khoản vay trung hạn. hơn như là các cái thông tin của tài khoản đều giống nhau các bạn chọn lưu cho các bạn chọn thêm mới tiếp các bạn chọn ba các khoản đi vay dài hạn ở đây chúng ta chọn lưu và đóng à, như vậy là chúng ta đã mở được thêm các cái tài khoản thế thì ở trong này có rất nhiều các cái tài khoản như ví dụ như chúng tôi nói cho các bạn là thấy là cái tài khoản hai một bốn là tài khoản khấu hao tài sản. Thì các bạn nhìn thấy ở đây ý, là theo cái thông tư 200 là nó chỉ có đến cái tài khoản 2141 thôi. Thế nhưng mà để uh, tiện cho cái việc theo dõi và các bạn khi các bạn lên bảng cân đối phát sinh thì các bạn, các bạn có thể nhìn thấy <laughs> uh, rõ được là cái khoản khấu hao của từng cái loại tài sản như thế nào. Thì ở đây chúng tôi đã mở sẵn các loại vì uh, tài khoản thì nó có một cái đuôi là giống các cái giống cái tài khoản ở phần nguyên giá à, tài sản cố định ví dụ như ở đây là tương ứng là cái đuôi là số 1 thì chúng ta trên này thấy là cái khấu hao của nhà cửa vật kiến trúc Và cái đuôi hai là nhà hữu hình à, à, máy móc thiết bị à, cái đôi ba là phương tiện vận tải nó tương ứng với như thế này thì các bạn rất là dễ theo dõi khi mà các bạn chỉ cần nhìn vào cân đối phát sinh là các bạn có thể uh, nhìn thấy rõ được các cái khoản uh, uh, chi phí trích khấu hao ở đây cũng là một cái phần nữa mà chúng tôi muốn nói với các bạn là trong cái trong cái khoản mà tài khoản doanh thu ấy, thì chúng ta đã mở ra ở đây là cái 5111 uh, đầu tiên là hàng hóa hay là 5112 là cái dành cho các cái doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cái thứ ba là cung cấp dịch vụ thì đối với doanh nghiệp như là xây dựng uh, thi công xây lắp hay là các cái doanh nghiệp cung cấp cung cấp các cái dịch vụ khác bên cạnh đấy thì chúng ta thấy là đối với cái tài khoản giá vốn ấy, thì cái tài khoản trả vốn này thường chúng ta sẽ mở theo cái tài khoản 511 như vậy các bạn qua đây các bạn có thể tự thêm mới cái tài khoản à, như sau các bạn kích vào và chọn thêm các bạn lưu ý là khi chúng ta đánh số 1 và các bạn phải nhớ rằng là tài khoản tổng hợp của nó là tài khoản trước nó một cấp có nghĩa là như ở đây chúng ta 6321 thì chúng ta sẽ thấy là sẽ có cái tài khoản tổng hợp nó là 632 À, thì à, khi các bạn mở thêm như thế này thì đối với cái tài khoản 632 các bạn không cần phải chi tiết theo dõi theo cái cái tài khoản nào và cái theo cái đối tượng nào mà ở đây chúng ta à, xem là cái phần tính chất của nó thì chúng ta cũng thấy là nó không có số dư và cuối kỳ thì chúng ta có thể chọn là không có số dư như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn cái tổ chức cái hệ thống tài khoản à, trong phần mềm